Quý vị và các bạn thân mến, từ vài chục năm trở lại đây, ăn chay là một khuynh hướng khá thịnh hành và là một phương pháp dưỡng sinh mới được nhiều người lựa chọn để giữ gìn sức khỏe. Trong các gia đình có ông, bà, cha, mẹ là những người thường xuyên ăn chay thì cũng muốn cho các bé biết ăn chay. Tuy nhiên là lựa chọn món ăn nào để đầy đủ dưỡng chất và lại hấp dẫn với các bé là một điều khá nan giải. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh để xem cô có chia sẻ gì không nhé. Cô Thiếu Anh ơi. Ôi chào Khánh Huyền. Dạ, chào chào cô. Chào các em. Vui quá, đi ra đây. Chào con. Dạ. Hôm nay cô rất là vui để đón Khánh Huyền lại nhà. Dạ. Để cùng làm bếp với các cháu. Dạ vâng. Vào nhà đi cô ha. Rồi, xin mời Khánh Huyền vào. Mời cô Khánh Huyền vào con, cả con vào đi. Cô Thiếu Anh ơi, hôm nay cháu rất là vui vì vô tình tạt qua cô nhờ cô tư vấn một chút về làm món chay cho các bé như thế nào thì lại được gặp cô này rồi lại các bé ở trong gia đình mình rất là đông đủ đang chuẩn bị làm món ăn nữa. Mà cháu thấy mình làm sao để hấp dẫn các bé là một điều rất khó phải không ạ? Đúng rồi, nghe chị chay thì các cháu chưa hiểu gì cả. Dạ. Nhưng mà mình muốn hấp dẫn cái khẩu vị của các em á, dạ, thì trước hết là mình phải cho màu sắc thật đẹp, trong đó giàu dinh dưỡng, dạ, và phải cho các cháu cùng làm với mình để cháu cảm thấy rằng món ăn nó cũng rất là hấp dẫn, cũng rất dễ làm. Hỏi thăm các bé chút nè, con tên là gì? Con Mỹ Linh đang học lớp 37. Trường nào con? Trường Mỹ Linh Huy. Bạn Nguyễn Hồng Đăng. Bạn Nguyễn Hồng Đăng. Còn con tên là gì nào? Nguyễn Thanh Ngân. Con là Nguyễn Thanh Ngân hả? Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Con 4 tuổi, Nguyễn Thanh Ngân. Thế còn con? Con tên là Nguyễn Thành Ngọc. Nguyễn Thành Ngọc, năm nay con học lớp mấy? Con học lớp 1. Bây giờ là hai bạn trai, đây là bạn Đăng này, bạn Ngọc này và em Ngân này. Chúng mình cùng làm món ăn nhá. Các con có biết đây là những cái thành phần nguyên liệu gì mà ông bà cha mẹ ở nhà chúng ta vẫn nấu không? Đây, ví dụ như đây là cái hạt gì nè? Bạn nào biết nào? Hai bạn này giỏi quá. Bạn này gì? Dạ, hạt đậu. Hạt đậu, đậu gì nhỉ con? Đậu Hà Lan. Bạn này giỏi quá. Thế ví dụ như đây nữa nha, màu sắc này, củ gì đây? Cua cà rốt. Em Ngân giỏi quá, không cần giơ tay luôn. Thế còn cái củ này khó nè. Con? Củ cải tím. Là củ dền đó con, củ cải tím là củ dền. Củ dền rất là tốt cho sức khỏe, ăn là bổ máu lắm đó. Thế còn cái củ này dễ này, củ gì con? Củ khoai lang. Củ khoai gì? Củ khoai gì? Khoai gì con? Củ khoai lang. Củ khoai lang hả? Cho một bạn khác trả lời tiếp. Con? Củ khoai. Củ khoai gì? Khoai tây. Rất là giỏi. Như vậy là hai anh lớn hơn, hai anh trả lời được nhiều hơn. Còn em nhỏ nhưng mà em cũng giỏi lắm, em trả lời được đó. Thế còn cái này chắc các con biết phải không? Đây này. Cái này rất là quen nè, cái gì đây? Cái gì đó con? Xúc xích, chả cháy. Đúng rồi, chả cháy chứ con. Vì mình hôm nay mình làm chả cháy. Bây giờ mình cùng làm với nhau cho vui phải không cô? Phải rồi, bây giờ bà sẽ bày cho cả cháu phụ bà làm món chay để sau đó mình tự thưởng thức nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta làm, bà sẽ hướng dẫn cho các con nè, là bà cắt cà rốt, còn các con á là cắt các cái món chả và hamburger. Các con sẽ cắt vuông lại cho bà. Dạ. Đó, cắt thành hình vuông, bà cắt mẫu nè, rồi bắt chước bà mà cắt nhá. Bây giờ bà cắt cà rốt nè. Đó, con cắt ra đi, con cắt nhỏ ra đi ha, con để như vậy con cắt. Cứ cắt từng miếng nhỏ nhỏ như vậy một nha. Tất cả chúng ta đều rửa tay sạch sẽ rồi đúng không nào? Rồi, giỏi lắm. Khánh Ngân rất giỏi đó. Rồi Hồng Đăng, bạn Hồng Đăng cắt đi, cắt giống như là bà ngoại. Đây, con cắt đi làm mẫu đó. Thanh Ngọc giỏi ghê. Đúng rồi, giỏi quá. Thanh Ngân cũng giỏi nè. Thanh Ngân rất nhiều lắm đó. Để Thanh cô Ngân cắt vào đây. Cho bà. Cắt vào đây, con chờ chút. Thanh Ngân cũng giỏi này, Hồng Đăng đâu, Hồng Đăng cho vào đây. Để Hồng Đăng cắt nốt miếng này đã bà nha. Các bạn nào cũng giỏi bạn hết. Bạn nào cũng giỏi. Bạn nào cũng đỡ được bà rồi.
vui quá Phương ha. À, quá vui đi, nhất là cháu các cháu tham gia làm bếp với mình để các cháu có một khái niệm về món ăn và các cháu nhớ là ăn những cái món ăn có dinh dưỡng không cần thịt vẫn ngon như thường. Vui, nhưng mà có một cái điều này cháu cũng đang thắc mắc là có nhiều gia đình á lo lắng là cái việc là cho các bé mà ăn chay trường thì sẽ bị thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bé, thì theo ý cô sao? Nói về món ăn cho các bé đó là mình cần phải nghiên cứu kỹ. Nếu như mà cho các bé ăn chay thì phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng ăn như thế nào để nó đủ cả các chất chứ không thể cho ăn mà tùy tiện được. Đúng rồi. Còn bình thường mình cho các cháu, nên ví dụ như một tuần vài bữa mình cho các cháu ăn không ăn thịt xem như là ăn chay, thì mình tăng cường trái cây rồi rau củ để thêm chất xơ. Thực ra thì các gia đình mà có ông bà cha mẹ hay ăn chay đó cô, thì cũng khuyến khích các bé là ăn chay cùng. Nhưng mà cháu nghĩ rằng đúng như cô nói đó, là mình phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng rằng ăn chay như thế nào để đầy đủ cái dưỡng chất cho các bé. Một tuần ăn khoảng chừng một vài bữa ăn chay cùng với ông bà cha mẹ thì nó cũng thanh lọc cơ thể cho các bé cũng tốt được mà cô ha. Dạ. Các cháu rất là giỏi. Rồi bây giờ nha, trong khi chờ Thanh Ngân cắt những món này thì bà sẽ bày cho Hùng Đắng và Thanh Ngọc làm bánh mì ha. Đây, giỏi quá. Bạn nào cũng giỏi. Đẹp quá đúng không? Bà cảm ơn cả con. Bà sẽ cắt cái viên và chúng ta đem đi nữa. Cái viên này mình sẽ dùng làm việc khác, mình không bỏ nha cả con. Thức ăn là không bỏ, nhất là thức ăn chay ha. Và tiếp tục là bà sẽ hướng dẫn cho cả con trộn món salad dinh dưỡng là những cái rau củ quả cả con vừa cắt xong đây. Tất cả là trộn đều vào nhau nhá. Bà cho luôn cả đậu hòa lan vào. Thanh Ngân có biết đây là sốt gì không con? Sốt mayonnaise. Đúng rồi, giỏi quá. Chúng ta trộn sốt mayonnaise với hành tây. Các con nhỏ, các con không ăn được hành tây nhiều. Bà chỉ cho một chút xíu hành tây thôi cho nó thơm ha. Người lớn thì ăn hành tây nhiều lắm. Cả một chén hành tây này với chén sốt này lần đó. Các con thì một chút xíu thôi ha. Bây giờ cô Khánh Huyền cho một chút tiêu, một chút xíu tiêu, cho một đường, một muỗng muối. Khánh Huyền cho cô xin 2 muỗng nước cốt chanh. Dạ đây. Đây, ba trộn salad đẹp chưa? Con thấy luôn có màu gì là cả con nghĩ có thể mấy màu. Màu đỏ, màu gì nữa cũng đắng. Màu tím, giỏi quá, Thanh Ngân giỏi. Màu đắng, màu gì cơ? Màu trắng và màu vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ cho salad vào đây. Và chúng ta làm 2 cách. Một cách là cho vào bánh mì sandwich. Và một cách chúng ta cho vào trong những cái lá salad. Đẹp chưa? Đây, bây giờ phần này phần của Thanh Ngân. Rồi bây giờ con thích bánh mì hay là con thích salad? Con thích bánh mì. Con thích bánh mì. Rồi cái này để cô Huyền làm nha. Đây, cô Huyền làm đi. Cô Huyền làm cho Thanh Ngọc nha. Để cô Huyền bắt chước bà làm xem có đúng không nha. Quả thật là đẹp mắt quá cô ạ.
ngon miệng nữa. Khánh Huyên ơi, Khánh Huyên thấy sao? Đẹp lắm cô. Đẹp phải không? Nhưng mà Khánh Huyên đã dùng thử rồi. Dạ. Thì thấy sao? Rất là ngon cô ạ. Ngon nhỉ, cảm ơn Khánh Huyên. Nó có cái vị bùi bùi, béo béo, rất là thơm. Hôm nay thì rất là cảm ơn bà đã cho các bé một món ăn chay. Nói là chay thôi nhưng mà thực ra rất là giàu dinh dưỡng và rất là tốt cho sức khỏe. Và hy vọng rằng là bà sẽ tiếp tục có những cái tư vấn cho chương trình để chương trình ngày càng có những cái món ăn phù hợp với lại các đối tượng khán giả nữa. Quý vị và các bạn thân mến, món salad dinh dưỡng mà chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Hiếu Anh đã chia sẻ với quý vị và các bạn, Huyền tin rằng quý vị và các bạn cũng sẽ làm được một cách dễ dàng và các bé nhà mình cũng sẽ rất hào hứng tham gia đấy ạ. Còn bây giờ Khánh Huyền và chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Hiếu Anh cũng như là các bé Hồng Đăng, Thanh Ngân và Thanh Ngọc xin chào quý vị khán giả. Xin tạm biệt.